Con trai Cát Phượng, đỗ thủ khoa trường quốc tế, gây bất ngờ với vẻ ngoài hiện tại. Con trai Cát Phượng sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích học tập ấn tượng. Cát Phượng và Thái Hòa từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm và có một con trai chung. Thời điểm ly hôn, bé Bơm được 2 tuổi và được nữ diễn viên nuôi dưỡng. Hiện tại, con trai của Cát Phượng đã 19 tuổi và nhận được nhiều sự chú ý khi dậy thì cao lớn, ưa nhìn. Bên cạnh vóc dáng thì thành tích học tập của Bơm khiến nhiều người trầm trồ. Bơm tên thật là Hồ Thái Thiên Minh. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của con trai. Từ nhỏ, con trai Cát Phượng trông bụ bẫm, đáng yêu. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Bơm là đứa trẻ hiểu chuyện, dù nhỏ nhưng đã có sự chủ động, tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến những hình ảnh mới đây, Bơm gây bất ngờ khi cao vượt trội. Được biết, khi 18 tuổi, Bơm đã cao 1m75. Sau dậy thì, đường nét gương mặt của con trai Cát Phượng có sự thay đổi. Bơm trông điển trai, chững chạc hơn và vẻ ngoài được nhiều người nhận xét như bản sao của ba ruột Thái Hòa. Lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn, nhưng theo Cát Phượng, Bơm rất chín chắn trong suy nghĩ. Cát Phượng chia sẻ chuyện học tập hoàn toàn do con trai tự đặt ra áp lực và phấn đấu. Vừa rồi trong kỳ thi đầu ra lớp 12, Bơm đã đạt thành tích tốt, đỗ thủ khoa của trường. Thành tích trên khiến nữ danh hài không khỏi tự hào. Cát Phượng bày tỏ, con nói thấy tôi cực nên gắng học để sau này lớn lên, kiếm tiền phụ mẹ. Tôi luôn nói với Bơm rằng, việc con học hành thành tài là sự trả hiếu lớn nhất. Tôi cũng dặn con học giỏi nhưng không được tự kiêu. Có những tối Bơm học tới 1 giờ sáng, tôi nhìn mà xót. Tôi sợ con chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, sáng dậy lại tiếp tục đi học mà không nghỉ ngơi, sẽ ảnh hưởng tới não bộ, hệ thần kinh. Tôi chưa bao giờ ép con học, tạo áp lực hay so sánh Bơm với bất cứ ai. Bơm năm nào cũng được học sinh giỏi, tôi thương lắm. Hiện tại Bơm đang theo học tại Đại học Hoa Sen chuyên ngành công nghệ thông tin. Cát Phượng dự tính sẽ cho con du học ở Mỹ. Tuy nhiên Bơm từ chối vì không muốn để mẹ ở nhà một mình. Về phía Thái Hòa, nam nghệ sĩ là người tư vấn trường đại học cho con. Dù không ở bên cạnh con mỗi ngày, nhưng mỗi tuần Thái Hòa đều dành thời gian đi chơi cùng con trai.